Con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của shop hoa lan ngày hôm nay. Thì trong video bán lan hôm nay thì con sẽ bán cái cây vụ nữ tóc tiên hương dừa hàng đang hoa như hình. Đó, và hôm nay đặc biệt con bán với giá là 3 chậu như vậy, chỉ với giá là 200.000 con, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Mình nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền thôi. Hàng này thì hoa có thể nở từ hơn một tháng và nó có mùi hương dừa rất là đặc trưng, rất là đẹp nữa. Mình để trong văn phòng mình chơi cũng rất là ok.